Hey, Hattie. Hey, Hattie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mày đi đâu? 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 Mày đi đâu?
món này món gì bạn? Kéo lạnh anh, kéo lại. Đây đây, đây là phim không đây? Đây là phim quay cho. Đây là cô giáo. Đây là giáo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong mà. Đúng rồi hả? À, đúng hả? Tô nước. Cái gì sản phẩm? Nè, thì mấy gì bỏ cho nó khỏi thành tô không nè. Trời ơi, bỏ ra kẹp ha. Để trong bỏ thôi mà lên xấu. Nhìn lên thì đẹp chứ. Em cho tôi dừa đi. Nha. Ta anh phải đưa mặt xét cho nó mới lên. Đâu có, hay là bấm nút này nó lên màn hình không? Đâu. Chờ chờ chút chút chờ mấy giây ra hình. Lên. Mày lại giơ cái ăn miếng nha. Bây giờ sạch sạch chúng nha, có để cắt cắt miếng này không? Thay thế thế vô. Thấy nó đang lượm hả? Ông nào kìa. Xong xong chưa Nam? Chưa xong mà. Cứng. Chúng ta bỏ máy này vô mới đẹp nè. Ừ. Phóng to lên đi. Đưa mặt mặt vô. Bỏ tay vô cho nó có người đấu nhau. Có đấu dài ăn. Quay lên đẹp luôn. Rồi ha. Rồi. Rồi quay lên. Sao mình cô? Trời quay cô đẹp. Cô quá đẹp luôn. Trời ơi, quay cho cô như diễn viên hình ảnh. Cái cô định chậm mắt lên cô ơi, sợ quá. Cái gì vậy? Thì giống lớp học cái lớp giống như vậy. Thiên. Quay quán thôi.
Đây. Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc. Ngọc. Đây, ăn đi. Ok. Vô tội vô ăn. Đây là bạn gái anh Thành. Ăn đũa.
ABC. Bác bế cái can đậy ngoài nữa, cái ghi ở ngoài đó, lấy lý đậy ghi đó luôn. Rồi cái này bắt ra về được tháng không? Dạ được một tháng luôn. Mai dạ. Về Sài Gòn rồi. Dạ. Mai về đó. Dạ mai về Sài Gòn. Mau nữa. Hai cha con rồi. Dạ hai cha con. Uống bị được. Dạ. Rơi rửa kịp. Không có đâu. Không đây nè, không làm được chuyện này rồi. Chuyện này phí tạo. Nghệ sĩ ác lắm. Nghệ sĩ lắm. Cái đó cái này mình bị chữ nhá. Tết này bây bữa đây đâu còn là mình nắng ai đó tôi ổn. Huân ơi. Đông người ra. Không ra ngoài coi xe. Không coi xe đi. Ở đây có rất nhiều hoa đăng, trong mỗi hoa đăng có một con đố.
chỉ cần để đoán trúng ba câu đố trong số này, sư muội đi theo để dừng. À, chơi chưa được tìm nhau. Bẻ nữa, lên là lại đến nồi, là lại chỉ giờ kiếm mồi rồi, bẻ. Chứ vậy thì các em bươn xuống. Chỉ chỉ giờ kiếm mồi rồi. Còn xe đâu? Xe nào á? Đây, xe này đi, xe. Xe lên rồi. Giờ đi đường này đẹp nè. À, đi từ bắt đầu đi đóng vô xong là đi thẳng ra không đi trên. Quành xuống. Gọi gặp ban. Anh ban ơi, tụi anh lên nhà em có ăn gặp á. Gọi cái cái chúng em á. À. Mới cái đó. Mấy giờ thì tôi lên được tiếng. Dạ khi nào anh lên anh đâu lên được. Dạ để đi đâu có xe. Để cho mụn đựng gân không? Câu có đá câu? À, có uống được. Ta đựng đi ngồi được rồi. Được rồi. Lê đứng xích ra luôn đi để cho cặp đi đứng lại. Lê đứng bên má kia. Đó, đó, đó. Còn say quá. Ủa mà hồi nhỏ là tới là cũng trọng liền. Trọng đi. Hai và quay nè. Rồi, mời ta cài lên nha. Hai. Bấm cái tàu rồi nè. Mẹo đây. Bao, bao bấm vô. Đất ơi. Cái này mình đúc rồi. Có những người bấm đùn nó bắt ra sắt nó có đi. Bấm để cây đâu. Bấm để cây khác. Ngay trước ngay càng. Bấm sáng lên ngay con nghe. Có cái bấm kén rồi đó. Sáng lên ngay con. Ai lượng đây đây cho mình đi về lắm. Ủa, sao to rồi bấm cây nó. Con to mới sẽ kéo. Ô, chạy lên cùng nhà chứ không nặng xuống. Nguyên Huỳnh bưng qua chừng tí nữa đếm lại coi thử có mất cái nào không nha. Nguyên bưng cái đó dễ mất lắm. Nó, miền nó nhai nhai rồi đó, coi chừng mất. Rồi xong chưa, chuẩn bị nè. Rồi bác chú hồi đi trước nha. Rồi đi đi, đi từ từ đi nha. Đi tôi đối đuôi nhau vậy cho nó đứt đoạn. Con hăng bụng bự ơi. Thank you.
theo tôi những đi làm đấy thì có lo. Bây giờ là vô xe đi, đi làm đấy rồi. Cái này có xe rồi. Rồi thì về tới đây. Chú Mụ lên xe này kìa, dưới viên mà đoạn mời Mụ lên xe này. Chào anh lâu quá. Dạ. Dạ. Dạ lâu anh. Dạ lâu. Dạ. À, thưa dạ, nó theo thủ tục ông cha ta để lại. Ông hôm nay là ngày lăn tháng tốt với sự đồng ý của nhân đại. Chúng tôi xin phép được kinh giờ. Vâng. Để xin nhập gia. Dạ. À, vậy thì trước tiên là chúng tôi thay mặt cho họ hàng bên Lệ Tộc xin hân hạnh để đón vị đại diện cũng như xin cho quầy rượu này vào rót hai ly rượu trên bàn thờ tổ tiên họ hàng bên nữ tộc sau khi mời vị đại diện cùng cô ra và quay cho gia đình vào. Chúng ta đi vô. Rồi coi như là hai quay cầu ấy. Anh phải đi trước, anh kêu em đi trước. Ừ, rồi.
rồi sao? Ông bà Nguyễn Văn Nhụ, song thân của Trần Thị Thanh, kính thưa vị đại diện có nhà gái, kính thưa toàn thể thân bằng hữu của thân tộc họ nhà gái, chúng tôi được vinh dự đại diện cho anh chị Nguyễn Văn Ân là song thân của cháu Nguyễn Văn Sơn. Hôm nay ngày làm việc tốt, được sự chấp thuận của nhà gái. Và chúng tôi cũng nhớ rằng cách đây 8 tháng, hai gia đình chúng ta đã cử hành lễ đính hôn cho Hoàng Sơn và Tiểu Thảo trong không khí vui vẻ, thị xã. Và quý vị đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi tiến hành một cái lễ rất trang nghiêm, rất trọng thể, nhưng không kém phần vui vẻ. 8 tháng qua và hôm nay thời gian cũng khá dài, và hôm nay là ngày lành phải tốt gia đình chúng tôi, gồm có của cháu Hoàng Sơn, ông cầu của cháu Hoàng Sơn, có toàn thể bà con đại diện cho gia đình nhà trai. Chúng tôi xin kính gửi đến anh chị song thân của cháu Kiều Thanh vì đại diện và toàn thể thân bằng họ nhà gái lời chúc an lành, lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Nhà gái cho hai gia đình chúng ta cử hành lễ vu quy và thành hôn cho hai con chúng ta là Hoàng Sơn và Tiểu Thanh. Xin đại diện cho gia đình, xin anh chị Nhụ và vị đại diện chấp thuận cho, xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị, ông bà nội ngoại, cô dì của họ hàng bên anh Hoàng Sơn, kính thưa vị đại diện, với một thời gian quan hệ và tìm hiểu lâu dài của chị Kiều Thanh và anh Hoàng Sơn đã lâu, được sự thống nhất chung của hai gia đình, họ đàn trai và họ đàn gái đã bàn bạc chọn cho ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8 của 2011, nhằm vào ngày 20 tháng 6 của Hoàng Sơn. Họ hàng bên Nam Tộc đã mang lễ vật đến và xin phép cho làm lễ vu quy và làm lễ thành hôn cho anh chị Kiều Thanh và Hoàng Sơn. Đứng trước hai họ, chúng tôi thấy rằng đây là một niềm khích lệ lớn nhất của gia đình chúng tôi. Và luôn dịp ở đây, chúng tôi cũng xin phép họ hàng bên Nam Tộc được mời ông thân sinh của chị Kiều Thanh sẽ giới thiệu họ hàng từ nội ngoại của họ hàng với lựa tập chúng tôi. Xin phép quý vị cho chúng tôi giây lát. Xin thưa đại diện, được không ạ? Dạ, được. Vâng, xin mời anh giới thiệu nội ngoại để cho tất cả nắm chặt á, cho họ hàng bên lựa tập được thấy. Dạ, người lớn tuổi nhất. Dạ. Dạ, tôi kính thưa họ nhà trai và kính thưa họ nhà gái. Bây giờ tôi chính thức đại diện cho họ nhà gái, xin giới thiệu mức độ quan hệ thân mật nội ngoại của gia đình tôi và cùng là bác Thanh. Trước hết xin giới thiệu đây bà nội chính thức của, tức là mẹ của tôi, tức là bà nội của bác Thanh. Cái thứ hai tức là năm bà dì, tức là gì, năm dì, bà nội là bà nội của bác Thanh. Rồi đây là 1, 2, 3, 4, 5 và cộng thứ đó là một ông dượng,
tức là từ Huế, Sài Gòn và đến Đồng Nai, đã vì tình thương con cháu đã có bước chung vui tới chúc mừng cho con cháu. Là cái thứ hai, còn xin phép họ nhà trai thì cho có thể đi chỉ từng người một cho thông lúc mà không được nói là bị đông quá. Và đây giới thiệu, tức là đây là bằng đoàn bé Thanh. Còn xin giới thiệu đây là anh chị ruột của tôi, và đây là hai vợ chồng anh chị, anh rể, tức là quan hệ, tức là cô dì dượng. Còn mấy chú thế nào rồi? Thưa quý vị, thưa quan viên anh họ, vừa qua hai lời giới thiệu của song thân của hai gia đình đã xong, và giờ phút này chúng tôi được xin phép để chúng ta tiến hành vào buổi lễ. Đầu là đầu câu chuyện, năm miệng đầu hôm nay là dâu nhà người đã họ đăng cai chọn ngày lành tháng tốt đến, và cùng giờ này mời vị đại diện cùng chúng tôi được khứ quả và cho phép chúng tôi kính dâng lên cặp hoa đăng trên bàn thờ tổ tiên ông bà của họ hàng bên đời tộc để đưa ánh sáng đến bàn thờ, và xin trân trọng cùng nhớ đến Đức Phật, nhớ đến tổ tiên ông bà đã có công lao gây dựng mà hôm nay bố mẹ đã chịu lấy, và con cháu sẽ là người nối tiếp khi tôn giáo đạo giáo của chúng ta và phục vụ tròn cả một cuộc đời sau mai sau cho con cháu nữa. Vậy chúng tôi xin phép được làm lễ ra luôn. Mùa lạnh á, cô camera đứng gần tí rồi có bộ cái đen này ấm, mùa này nóng quá. Kính thưa hai họ, kính thưa quý vị, con người của chúng ta là con người Việt Nam, tất nhiên là con rồng cháu tiên. Vậy thì cặp hoa đăng này thể hiện trên bàn thờ dòng họ tổ tiên ông bà để thắp sáng lên, là rồng là ở bên hướng Nam tộc mà phụng bên hướng nữ tộc chúng tôi. Chúng tôi trình trọng mời vị đại diện cùng chúng tôi sẽ đưa ánh sáng đến bàn thờ tổ tiên ông bà bên họ hàng nữ tộc. Xin trình trọng mời ông. Xin mời phật phụ của cháu và tộc và cháu cho một quả dài quá cũng không về Thank you.
bà thân sinh và thân mẫu của cô dâu ra thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên ông bà và cùng xin cầu nguyện và xin phép sanh con lớn lên vào ngày hôm nay sự sinh và gia đình cho con cả đi lấy chồng và xin cầu nguyện cho hai cháu được sống mãi mãi hạnh phúc ba vạn sáu ngàn này. Xin mời ông bà ra trước bàn thắp nhang. Xin ông bà có tâm niệm cho là để cho các cháu máu có cháu nội chúng tôi cũng mong có cháu ngoại nội thì về nội nội bằng về ngoại ngoại bằng và có sự hướng dẫn và xin cùng cho tổ tiên ông bà họ hàng bên người tộc chúng tôi để làm quen bố bãi đeo đi.